Tại trụ sở chính phủ, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà chủ trì cuộc họp với Bộ Xây dựng và các bộ ngành liên quan về nội dung của dự án luật quy hoạch đô thị và nông thôn. Dự án luật nằm trong chương trình xây dựng luật pháp lệnh năm 2024 của Quốc hội nhằm tạo cơ sở pháp lý, công quản lý đồng bộ, toàn diện, thống nhất để điều chỉnh hoạt động quy hoạch đô thị và nông thôn, khắc phục những tồn tại hạn chế trong thực tiễn. Hồ sơ đề nghị xây dựng luật quy hoạch đô thị và nông thôn được Quốc hội thông qua và đưa vào chương trình xây dựng luật pháp lệnh năm 2024 với 3 chính sách: hoàn thiện các quy định về hệ thống quy hoạch đô thị và nông thôn, hoàn thiện các quy định về lập, thẩm định, phê duyệt, rà soát, điều chỉnh quy hoạch đô thị và nông thôn, hoàn thiện các quy định về lựa chọn tổ chức tư vấn lập quy hoạch, nguồn kinh phí và các quy định có liên quan khác nhằm nâng cao chất lượng, tính khả thi của quy hoạch đô thị và nông thôn, quyền được tiếp cận, cung cấp thông tin về quy hoạch đô thị và nông thôn. Dự thảo luật quy hoạch đô thị và nông thôn được thiết kế theo 5 chương 61 điều. Dự thảo luật tăng cường phân cấp phân quyền trong lập, thẩm định, phê duyệt, điều chỉnh quy hoạch đô thị và nông thôn, bổ sung quy định rõ nội dung quy hoạch không gian ngầm và quy hoạch không gian ngầm đối với thành phố trực thuộc trung ương. Hôm nay, Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng đã chủ trì buổi lễ trao quyết định cho 4 sĩ quan lên đường làm nhiệm vụ gìn giữ hòa bình Liên Hợp Quốc tại các phái bộ. 4 sĩ quan của Quân đội Nhân dân Việt Nam sẽ lên đường làm nhiệm vụ tại phái bộ Cộng hòa Trung Phi, Cộng hòa Nam Sudan và phái bộ UNISFA khu vực ABA trên các cương vị, quan sát viên quân sự, sĩ quan phân tích thông tin tình báo. Đặc biệt trong 4 sĩ quan nhận nhiệm vụ lần này có Trung tá Lý Thanh Tâm đảm nhận cương vị chỉ huy trưởng lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam tại phái bộ. Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến đề nghị các sĩ quan nêu cao tinh thần đoàn kết, sẵn sàng ứng phó với mọi khó khăn và các tình huống bất ngờ có thể xảy ra tại phái bộ khi làm nhiệm vụ, thực hiện nghiêm kỷ luật của quân đội, của Liên Hợp Quốc và pháp luật nước sở tại. Cục gìn giữ hòa bình Việt Nam tiếp tục bồi dưỡng, tạo nguồn, chuẩn bị lực lượng thay thế kế cận cho những vị trí tại phái bộ trong năm tiếp theo, lựa chọn những cán bộ có đủ phẩm chất và năng lực đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ. Chiều ngày 22 tháng 2 tại Hà Nội, Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh và Ban Chỉ huy Quân sự huyện Thạch Thất đã tổ chức gặp mặt và tuyên dương thanh niên lên đường đi nhập ngũ năm 2024. Năm 2024, huyện Thạch Thất có 155 công dân nhập ngũ vào quân đội, 36 công dân thực hiện nghĩa vụ công an nhân dân, trong đó có 188 công dân viết đơn tình nguyện, 19 công dân có trình độ đại học, cao đẳng, trung học chuyên nghiệp. Huyện ủy Thạch Thất đã tổ chức lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng cho 53 quần chúng ưu tú và kết nạp một đảng viên trước khi nhập ngũ. Nhờ làm tốt công tác tuyên truyền, vận động và khám tuyển nên các công dân đều có sức khỏe tốt, trình độ văn hóa cao, đạo đức lối sống lành mạnh. Hội đồng nghĩa vụ quân sự các xã, thị trấn đã phát lệnh gọi 191 trên 191 thanh niên. Các thanh niên khi vào quân ngũ sẽ luôn nêu cao truyền thống của quê hương, học tập, rèn luyện, vượt qua mọi thử thách, không ngừng nâng cao phẩm chất đạo đức, bản lĩnh cách mạng, thực hiện tốt kỷ luật công an, quân đội, hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao. Đến ngày 27 tháng 2 tới đây, các tân binh của tỉnh Hà Giang sẽ lên đường nhập ngũ. Đến nay, mọi công tác chuẩn bị cho ngày giao nhận quân đã được các địa phương thực hiện tốt, góp phần vào một mùa tuyển quân thắng lợi. Những ngày đầu xuân, ngôi nhà nhỏ của tân binh Lò Văn Thương luôn tràn ngập niềm vui bởi những sự sẻ chia của bà con lối xóm và sự quan tâm của cán bộ cấp ủy, chính quyền địa phương. Dù hoàn cảnh gia đình khó khăn, nhưng anh Thương vẫn quyết định viết đơn lên đường nhập ngũ trước sự động viên của mọi người. Tôi rất vinh dự sau khi tham gia khám sức khỏe, nghĩa vụ quân sự và sức khỏe đảm bảo tốt. Tôi xin hứa thời gian tham gia quân ngũ sẽ chấp hành tốt mọi nội quy quy chế của đơn vị, phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Mùa tuyển quân năm nay, huyện Mèo Vạc, tỉnh Hà Giang được giao chỉ tiêu tuyển chọn 65 công dân thực hiện nghĩa vụ quân sự và 22 công dân tham gia nghĩa vụ công an nhân dân. Do làm tốt công tác tuyển chọn nên tất cả các thanh niên đều viết đơn tình nguyện lên đường nhập ngũ. Trong đó có 26 công dân được vinh dự đứng trong hàng ngũ của Đảng trước ngày lên đường. Em có viết đơn tình nguyện, khám đợt một ở xã, xong là khám đợt hai ở huyện. Xong có lệnh thì em cũng rất là vui, anh bố mẹ cũng rất vui. Sau khi tổ chức thực hiện 3 gặp 4 biết xong, thì tham mưu cho Hội đồng nghĩa quân sự huyện tiếp tục triển khai lệnh gọi nhập ngũ cho từng công dân ở cấp cơ sở và tiến hành thăm hỏi động viên tặng quà. Và đến thời điểm này thì việc chuẩn bị cho công dân nhập ngũ là đã bảo đảm 100%. Trước ngày lên đường sắp phải xa gia đình, mỗi tân binh đều có những nỗi niềm riêng. Nhưng trước sự quan tâm của các đoàn thể, ban ngành và chính quyền địa phương,
mọi công tác chuẩn bị cho ngày hội tòng quân ở các địa phương tại Hà Giang đã sẵn sàng. Vấn đề tháo gỡ quy định liên quan đến chọn nhà thầu trong đấu thầu thuốc và tư y tế đang là vấn đề cần thiết và rốt ráo hiện nay. Chậm ban hành nghị định hướng dẫn thi hành về lựa chọn nhà thầu, ngày nào thì công tác đấu thầu mua sắm thuốc, thiết bị y tế ách tắc ngày đó. Nguy cơ thiếu thuốc và tư y tế là điều không thể tránh khỏi. Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã dự thảo nghị định hướng dẫn thi hành một số điều của luật đấu thầu về lựa chọn nhà thầu. Tại cuộc họp mới diễn ra gần đây do Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà chủ trì, đối với lĩnh vực đấu thầu mua sắm thuốc, thiết bị y tế, dự thảo nghị định khuyến khích lấy báo giá trung bình đối với các gói thầu có hơn một báo giá để làm giá mời thầu, trong khi Bộ Y tế đề nghị dùng báo giá cao nhất để mời thầu. Cũng theo các bệnh viện, cơn khủng hoảng thuốc và vật tư y tế trong năm qua đã được giải quyết nhờ quy định này. Thưa Phó Thủ tướng, thì trong cái thông tư nó nêu thông tư 14 nêu rất rõ, và em cũng rất muốn là đưa tiếp cái ý kiến mà về vấn đề giá của gói thầu ấy, thì ghi như thế này ạ: hội đồng sẽ thực hiện xem xét lựa chọn giá gói thầu, trình chủ đầu tư xem xét quyết định, và trường hợp có từ hai báo giá trở lên thì có thể lựa chọn báo giá cao nhất, lấy cái giá cao nhất để làm cái giá mời thầu, để cái giá phê duyệt trong kế hoạch lựa chọn nhà thầu và mời thầu. Còn sau đó còn trải qua quá trình đấu, và khi đấu thì cùng cái máy móc hay cùng cái thiết bị như thế, nhưng giá rẻ nhất thì cái rẻ nhất vẫn là chúng trong cái nhóm đấy ạ. Điều này được cho là phù hợp với thực tiễn, khi các trang thiết bị máy móc càng mới, công nghệ càng hiện đại thì giá càng cao. Việc chỉ lựa chọn gói giá thấp nhất trước đây đã khiến cho các cơ sở y tế bị hạn chế tiếp cận thuốc, thiết bị y tế chất lượng cao, hiện đại. Nếu điều này không được quy định một cách phù hợp trong nghị định thì có thể dẫn tới việc phải chờ thông tư thêm vài tháng nữa, nguy cơ tạo ra cuộc khủng hoảng thuốc tiếp theo. Riêng lĩnh vực y tế thì tôi nhấn mạnh ở chỗ là giá không phải là tất cả. Mà nếu lấy giá rẻ là chết rồi. Nên cái đề xuất của Bộ Y tế ở đây theo tôi nghĩ là có thể chấp nhận được. Tức là chúng ta sẽ, cái quan trọng nhất ý, là hội đồng y khoa phải xác định cấu phần, chất lượng và cái bền vững của cái thiết bị. Có đúng không? Thì nó mới là giá trị. Mà hội đồng y khoa phải chịu trách nhiệm cái này. Tiếp thu đóng góp của các đại biểu và chỉ đạo của Phó Thủ tướng, Bộ Kế hoạch và Đầu tư cho biết sẽ sửa đổi điều này trong dự thảo nghị định. Phó Thủ tướng cũng đề nghị cần có những điều khoản chuyển tiếp rõ ràng trong giai đoạn nghị định chưa được ban hành, có thể cho phép kéo dài thời gian gói thầu để bảo đảm đủ thuốc cho người bệnh. Chiều ngày 22 tháng 2, Bộ Công an cùng Đại học Bách khoa Hà Nội tổ chức khai giảng lớp đào tạo nguồn nhân lực chuyên ngành công nghệ thông tin. Đây là chương trình phối hợp đào tạo chuyên sâu dành cho những cán bộ công an thuộc bộ phận kỹ thuật, công tác trong các lĩnh vực đặc thù. Trong những năm vừa qua, Đại học Bách khoa đã có nhiều đóng góp trong quá trình triển khai đề án số 06 và đã đem lại những kết quả hết sức tích cực như phối hợp nghiên cứu phát triển ứng dụng dữ liệu dân cư, xây dựng các mô hình chuyển đổi số, đánh giá khả tín của khách hàng vay, mô hình đào tạo trực tuyến MOOC. Việc tiếp tục phối hợp xây dựng các chương trình đào tạo không những bảo đảm nguồn lực cho con người cho Trung tâm Dữ liệu Quốc gia mà còn cho các bộ ngành địa phương và các đơn vị tham gia trong khuôn khổ đề án số 06 và nghị quyết số 175 của Chính phủ. Sáng nay, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Bình tổ chức hội nghị học tập quán triệt chuyên đề năm 2024 của Đảng bộ tỉnh, học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh về xây dựng đội ngũ cán bộ đảng viên gương mẫu, tận tâm, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm, dám đổi mới vì sự phát triển của quê hương đất nước. Thời gian qua, tỉnh Quảng Bình đã triển khai hiệu quả việc thực hiện chỉ thị số 05 CTTVK về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh. Tuy nhiên, nhìn một cách tổng thể, việc triển khai thực hiện nghị quyết của Đảng nói chung và việc học tập làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh nói riêng còn tình trạng một số bộ phận cán bộ, đảng viên sợ trách nhiệm, né tránh, thiếu chủ động, ngại đột phá trong lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành, thực thi công vụ. Tình trạng đá quả bóng trách nhiệm của cấp dưới lên cấp trên, lạm dụng việc lấy ý kiến phối hợp để né tránh trách nhiệm của ngành, địa phương mình,
cán bộ, nhất là người đứng đầu, còn đùn đẩy không dám làm, không dám chịu trách nhiệm. Để việc học tập làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đạt hiệu quả cao, thời gian tới các cấp ủy, tổ chức đảng, mặt trận và tổ chức chính trị xã hội, các cấp, ngành cần phát huy tinh thần trách nhiệm, nghiêm túc học tập, thực hiện từ các tổ chức đảng và đảng viên, gắn với thực tiễn nhiệm vụ của các địa phương, cơ quan, đơn vị nhằm đưa việc học tập và làm theo Bác ngày càng đi vào thực chất, hiệu quả hơn. Ngày 22 tháng 2, huyện Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh tổ chức lễ tưởng niệm 233 năm ngày mất đại danh y Hải Thượng Lãn Ông Lê Hữu Trác. Lễ tưởng niệm là một trong những hoạt động chính của lễ hội Hải Thượng Lãn Ông năm 2024. Lễ hội Hải Thượng Lãn Ông Lê Hữu Trác, còn gọi là lễ hội cầu sức khỏe, được diễn ra từ ngày 17 đến 24 tháng 2 với hai phần, phần lễ và phần hội. Phần lễ diễn ra vào ngày 13 và 14 tháng Giêng với lễ dâng hương tại khu mộ, nhà thờ, lễ rước từ khu mộ về nhà thờ, lễ cầu an, cầu sức khỏe tại chùa Tượng Sơn. Bên cạnh phần lễ là phần hội, gồm nhiều trò chơi dân gian, hội thi như đua thuyền trên sông Ngàn Phố, giải Việt giã leo núi tại khu mộ và tượng đài Hải Thượng Lãn Ông Lê Hữu Trác, nhiều hoạt động văn hóa văn nghệ ở các địa phương trên địa bàn. Lễ phát lương Đức Thánh Trần, đền Trần Thương được chính quyền và nhân dân xã Trần Hưng Đạo, huyện Lý Nhân, tỉnh Hà Nam tổ chức vào giờ Tý đêm ngày 14, rạng sáng ngày 15 tháng Giêng. Đây là hoạt động có ý nghĩa tâm linh truyền thống, cầu cho một năm mưa thuận, gió hòa, mùa màng bội thu, đồng thời nhắc nhở các thế hệ về đạo lý uống nước nhớ nguồn, tưởng nhớ công đức của Đức Thánh Trần, Hưng Đạo Đại Vương Trần Quốc Tuấn. Lễ hội phát lương năm Giáp Thìn 2024 được mở màn bằng nghi thức rước kiệu thánh. Trong suốt thời gian diễn ra lễ hội có các hoạt động như lễ rước nước, lễ rước lương, đêm hội Trần Thương cùng các hoạt động văn hóa thể thao phong phú khác. Đặc biệt điểm nhấn của lễ hội là nghi thức phát lương Đức Thánh Trần được bắt đầu từ 21 giờ ngày 14 đến rạng sáng ngày 15 tháng Giêng. Phát lương cho nhân dân là tưởng niệm để ôn lại những cái truyền thống mang tính chất giáo dục. Những lớp người nay và người sau cần phải quan trọng, cần phải chú trọng lương thực để đề phòng những cái lúc mà đất nước có việc. Theo sử sách ghi lại, khi thắng giặc Mông Nguyên lần thứ 3 năm 1288, Hưng Đạo Vương xa giá hai vua về kinh rồi trở lại nơi đây, mở kho lương khao quân dân, lấy dân làm tạo lệ và ký thác sinh phần ở đây. Với mong muốn giữ gìn và phát huy giá trị lịch sử, văn hóa truyền thống, tưởng nhớ công đức của quốc công tiết chế nhân vũ Hưng Đạo Đại Vương Trần Quốc Tuấn, qua đó giáo dục truyền thống yêu nước, chống giặc ngoại xâm, bảo vệ đất nước cho các thế hệ. Nhân dân Lý Nhân đã phục dựng lại lễ phát lương khao quân dân của Đức Thánh Trần vào giờ Tý ngày rằm tháng Giêng hàng năm. Thì lễ hội của dân chúng tôi cũng giao cho dân thực hiện là chính, và tất cả mọi cái nội dung thực hiện trong cái chuẩn bị nghi thức phát lương, từ làm túi lương, thế rồi là đóng lương, rồi thủ tục nhập lương là nhân dân thực hiện. Và đến thời điểm này thì công tác chuẩn bị cho lễ phát lương, thực hiện lễ phát lương chúng tôi đã chuẩn bị đầy đủ, hoàn chỉnh. Đền Trần Thương, địa danh lịch sử đã gắn liền với cuộc đời và sự nghiệp của Hưng Đạo Đại Vương Trần Quốc Tuấn, nơi hội tụ những giá trị văn hóa lịch sử truyền thống vô cùng quý giá, trở thành một địa chỉ giáo dục lịch sử truyền thống yêu nước cho các thế hệ người dân Việt Nam, điểm đến hấp dẫn về du lịch văn hóa tâm linh ngày càng lan tỏa, thu hút đông đảo nhân dân và du khách thập phương. Vùng đất Mường Gaza vốn có truyền thống lịch sử văn hóa lâu đời với nhiều danh lam thắng cảnh, di tích lịch sử nổi tiếng, trong đó không thể không nhắc đến cụm di tích Chùa Ông Động Bà, nơi đây gắn liền với câu chuyện tình yêu hóa đá in sâu vào tiềm thức của người dân huyện Quan Hóa, Thanh Hóa và du khách thập phương. Theo truyền thuyết của đồng bào Thái địa phương, Chùa Ông Động Bà có lịch sử khoảng vài trăm năm. Sự ra đời tồn tại của ngôi chùa này được thế hệ con cháu đồng bào dân tộc Thái ở Quan Hóa truyền từ đời này sang đời khác và lan truyền đến tận ngày nay. Hàng năm, nhất là vào dịp mùa xuân, đồng bào các dân tộc trong vùng và du khách thập phương thường đến vãn cảnh Chùa Ông, Động Bà, thắp nén hương thơm, cầu xin may mắn, hạnh phúc, bình an trong cuộc sống. Đây cũng là xem như là một cái hành trình về nguồn, tìm hiểu các giá trị lịch sử, vừa là bảo tồn, vừa là phát huy cái giá trị lịch sử này, gắn với cái việc phát triển du lịch.
Từ chùa Ông, Động Bà, du khách có thể đi dạo quanh bằng thuyền trên sông Mã, khám phá những điểm du lịch thú vị khác xung quanh với cảnh quan thiên nhiên, còn giữ được hệ sinh thái tương đối nguyên sơ, cùng với nhiều truyền thuyết hấp dẫn, phong tục tập quán lâu đời của đồng bào Thái nơi thượng du xứ Thanh.